Đoàn từ thiện vòng tay Việt Nam phối hợp cùng đoàn y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đơn vị tại Đắk Nông đã tổ chức lễ khánh thành cầu tình thương cầu bồ ở thôn 7, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cầu bê tông cốt thép kiên cố dài 22 m, rộng 4 m, trị giá khoảng 100 triệu đồng, giúp cho hàng trăm hộ vùng núi đi lại thuận lợi hơn. Đoàn từ thiện vòng tay Việt Nam cũng đã tổ chức lễ khởi công một cây cầu khác ở vùng núi cao Đắk Nông. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, đoàn từ thiện đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng gạo, quà cho 603 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng, dụng cụ học tập, quà bánh cho các em học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức các hoạt động hớt tóc miễn phí, biểu diễn ảo thuật và tặng quần áo cũ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Được biết thời gian qua, đoàn từ thiện vòng tay Việt Nam và các mạnh thường quân đã xây dựng 230 cây cầu và quà tặng cho người dân và thiếu nhi nghèo từ Cà Mau đến Hà Giang.